Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày rất đẹp, cũng là một ngày đầu xuân năm mới. Và trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã có thực hiện một cái chương trình, một cái chủ đề rất là hay. Đấy chính là những cái kinh nghiệm đi mua xe cũ. Và chính vì lẽ đó, hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi qua chúc mừng người bạn của tôi. Đấy chính là anh Kiên Civic. Chúc anh Kiên một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm chất lượng để cho anh em có thể tin tưởng. Dạ vâng. Cũng nhân dịp đầu xuân năm mới thì em xin kính chúc ban biên tập của Auto Daily một năm mới vạn sự như ý, khởi đầu gọi là rực rỡ. Chúc toàn bộ các quý thính giả, fan hâm mộ của Auto Daily luôn đón nhận được những thông tin hữu ích và luôn có sự lựa chọn gọi là tốt nhất cho mình với một chiếc xe cũ hoặc là một chiếc xe mới. Thì thực ra thì sau cái video mà chúng tôi đưa lên về cái những cái kinh nghiệm đi mua xe cũ ấy thì chúng tôi cũng có nhận được rất nhiều những cái phản hồi. Và trong đấy có một cái chủ đề rất là hay. Đấy là chủ đề một chiếc xe cũ tua công tơ mét. Đó, chủ đề ta tóm lại là cái chủ đề là tua công. Dạ vâng ạ. Thì hôm nay cũng rất muốn Kiên là chia sẻ dưới cái góc độ là người kinh doanh xe cũ, người cung cấp ra thị trường những chiếc xe cũ vân vân, rất nhiều kinh nghiệm rồi. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình cũng muốn hỏi Kiên đấy là mình định nghĩa cái từ tua công là gì? Vâng, cái chủ đề này thì nó là một chủ đề rất là hay và nó cũng vô cùng nhạy cảm. Nhưng mà ok, mọi vấn đề thì chúng ta cần phải làm sáng rõ. Nhưng mà mình xin ngắt lời một phút thôi, là chân thật nhá. Vâng. Chúng ta nói những sự thật, đúng không ngại, đúng không? Okay. Video lần trước chúng ta làm cũng vậy. Chân thật với nhau. Thì cái câu hỏi của anh vừa nãy, câu hỏi em đó là tua công là gì? Thì mọi người hiểu đơn giản thôi, nó chính là sử dụng một cái máy để can thiệp vào cái đồng hồ của ô tô để tua lên hoặc là tua xuống số km thực tại của một chiếc xe. Đó. Tua xuống thì là mình nghe rất nhiều rồi. Đúng rồi. Thế nhưng mà là tua lên là như thế nào nhỉ? Đúng rồi, mọi người lại có cả tua lên. Khi mà tua km ấy, thì nó sẽ là tua xuống để cho cái km hiện tại nó thấp đi. Thì mọi người nhìn nó sẽ thích hoặc là cảm nhận cái xe đấy nó đi ít. Còn cái trường hợp tua lên thì cái này là cũng có. Và thực tế của nó là vẫn đang diễn ra và nó bọn em đi mua cũng không phải là không gặp. Nó cũng rất là thường xuyên. Cái việc tua lên là gì? Là có những công ty liên doanh, có những cái chiếc xe được chạy công ty thì họ tua order lên nhiều hơn số km chạy thực tế để làm tí. Đúng rồi, gọi là làm tí. Nhạy cảm đấy, cái đấy mình không đề cập sâu quá thì gọi là để làm tí. Làm tí, rồi thế thôi. Còn tua xuống thì là như mọi người đã biết rồi, thì là lùi cái order xuống để cho một chiếc xe gọi là đi gọi ít đấy. Đúng rồi, đi ít hơn. Ui xe này, cái câu mà anh em mình hay nói với ui giời, mình đi xem xe là con này 4 năm rồi mà cứ vạn đúng không? Đúng bạn rồi, rưỡi thì nó sẽ gọi là cho nó đẹp. Đúng rồi. Thực ra nó đẹp. Thực ra nếu như nói về tua công là có một số cái thông tin hay là có một số người hoặc là có một số ý kiến cho rằng tua công là một sự lừa đảo. Thì ý của Kiên về cái vấn đề đấy như thế nào? Thực sự là nếu mà gọi về lừa đảo thì nó có một cái chút gì đấy gọi là hơi quá, gọi là mình gọi là hơi đặt nặng vấn đề. Cái vấn đề tua công nó bất kể một ngành nghề kinh doanh, một lĩnh vực nào thì nó đều có những cái thủ thuật hay gọi là chiêu trò. Thì trong ô tô cũ thì tua công nó cũng chỉ là một chiêu trò để bán được sản phẩm với một cách nhanh nhất và một cái giá tốt nhất, gọi là bày biện cho nó đẹp, gọi là chiêu trò thôi. Nếu mà quy nó về tội lừa đảo thì nó có một cái gì đấy hơi nặng. Ví dụ như anh đi mua một chiếc xe mà người ta cam kết với anh là chiếc xe này không đâm, không ngập, số km chuẩn, người ta cam kết nhá. Và khi anh check ra cái này xe này nó bị đâm hoặc là bị ngập hoặc là sai với những cái thông tin cam kết thì đấy được coi là lừa đảo. Lừa đảo. Đúng rồi. Còn bình thường khi mà anh đi mua chiếc xe cũ thì cái việc mà kiểm tra xe, rồi thì kiểm tra đâm đụng ngập nước, rồi anh có thể hỏi cái chủ xe hoặc là chủ showroom về cái order của cái xe đấy. Nếu mà đích thân những cái người mà người ta bán, mà người ta tua, mà người ta bán một cách công tâm và một cách gọi là chia sẻ và public, thì người ta sẽ chia sẻ với anh là con xe này ví dụ là chất xe thật của nó là 6 vạn, em tua về 4 vạn. Thì những cái việc đấy nó rất là thoải mái và nó gọi là chia sẻ thẳng thắn. Chứ nếu mà cái xe đấy mà anh đã mua qua một hai đời chủ
rồi thì anh đã mua lại của thợ, hoặc là những cái con xe mà mình cũng bản thân người thợ, nếu mà một chiếc xe đấy mà đã tua được xuống một hoặc hai vạn, bản thân người thợ đi mua kinh nghiệm thì cả 10 đến 20 năm, nhưng mà nhiều khi một chiếc xe nó đẹp quá mình không chắc dám chắc chắn nó có phải là số order xịn không, nhưng thực ra nó lại đã bị tua rồi chẳng hạn. Đấy, nó rất là khó. Thực ra thì theo mình hiểu được qua cái câu chuyện vừa rồi, tức là mình cũng không nên tức là mình xem đấy là sự lừa đảo thì nặng, giống như một cái thẻ đỏ trong một trận đấu, nhiều khi là chung kết là hơi phá game đấy. Nhưng mà nó cũng giống như một số ngành nghề, ví dụ như có cái vụ gì nó cũng chả nhỏ đâu, là những cái vụ là gì nhỉ, gắn mác ở nước khác lên đồ lụa của nước mình chẳng hạn đấy. Một lĩnh vực ngành nghề nào nó cũng đều có thủ thuật. Và bán xe thì từ bao đời nay, từ bao năm nay, từ rất lâu rồi, thì cái việc tua công nó cũng gọi là một thủ thuật để bán hàng. Này, thế mình hỏi thật một câu nhé, có ai dám vỗ ngực tự xưng là tôi bán một chiếc xe đã qua sử dụng mà không bao giờ tua công nhỉ? Trong so với cái việc làm nghề ấy, trong cái nghề thực sự là gần như là rất khó ấy. Có thể người đấy không tua, nhưng mà người khác sẽ tua. Ví dụ đấy, như em vừa chia sẻ với anh ấy, giống như là đã mua xe qua 2 đời chủ, 3 đời chủ, 4 đời chủ thì người ta tua từ trước đấy rồi, thì cái rõ ràng cái xe đấy đã được tua nhưng mà lại không phải chủ salon nó tua, thì rõ ràng là không ai dám cam kết 100% số lượng xe mình bán ra là không tua km cả. Rất khó. Bản thân em khi mà em mua những chiếc xe từ trong Sài Gòn hoặc là mua của thợ, hoặc là những chiếc xe 2-3 đời chủ, em cũng không dám chắc chắn cam kết 100% là chiếc xe đấy không bị tua. Mình chỉ có cảm nhận dựa trên thứ nhất là kinh nghiệm nghề nghiệp, thứ hai là trực quan của mình, nhìn vào vô lăng, cần số, ghế da, lốp, rồi cái mã máy, tức là mình nhìn tổng quan để mình đánh giá một chiếc xe đấy. Rồi. Nếu một chiếc xe đấy nó được làm full bảo dưỡng trong hãng, full bảo dưỡng định kỳ, một chủ từ đầu mua từ mới, làm bảo dưỡng trong hãng, thì mình có thể là tạm tin, gọi là tạm tin cái chiếc xe đấy là số order đấy là thực tế và nó là order xịn. Đấy thì mình sẽ khi bán mình cũng sẽ tư vấn cho thế. Nói đến câu chuyện tua công thì mình lại nhớ lại có những câu chuyện nó không phải là phổ biến nhưng mà nó có đối với cả xe mới luôn. Đúng rồi. Xe mới cũng có những xe vẫn phải tua công. Đúng rồi. Có bởi vì với một mẫu xe mới này họ sẽ có cái quy định bàn giao là trong vòng không được quá 4 mấy cây. Dạ. Hoặc là tùy vân vân. Nhưng mà đôi khi nó quá lên thì thôi ta lại phải ngoái ngoái cho nó, ngược lại thì ta lại đúng rồi, reverse lại cài lui cái cho nó rồi. Nếu mà xét về khái niệm rõ ràng những chiếc xe đấy cũng đang mua đấy, nhưng mà số km nó ít, nó không đáng kể, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng xe. Và ví dụ như hãng tour thì người ta vẫn cam kết bảo hành, vẫn bảo hành, nhưng mà nếu mà trường hợp rõ ràng là để cái km nó quá đi, ví dụ tôi đang quy định là 45 mà để lên 100 là ông rắc rối rồi. Đúng rồi, cho nên là tôi bắt buộc sẽ ke tôi lại phải ngược dòng thôi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy là một cái thực tại, thưa các bạn, đấy là một cái thực tế, chủ đề là tua công mà có lẽ trong rất nhiều năm qua, gọi là từ thời kỳ thủy tổ cho đến bây giờ thì nó vẫn đang diễn ra. Đúng rồi. Nhưng mà mình rất tò mò, bản chất mình cũng người làm nghề nhưng mà mình không hiểu là cách tua sẽ như thế nào nhỉ? Với những cái dòng xe hiện đại đây bây giờ, như ngay cả Mercedes, BMW 7 rồi là thậm chí vân vân, những xe hiện đại nhất mà cũng có thể tua được. Thực ra thì những cái xe mà phổ thông, ví dụ như Toyota rồi những cái xe mà hạng phổ thông của Nhật thì, thì anh có thể tua được. Nhưng với những chiếc xe Đức và những chiếc xe sang hiện đại thì cái việc can thiệp vào đồng hồ nó rất rất khó. Và nó rất khó để can thiệp. Thì những cái chiếc xe đấy, mà thường những cái chiếc xe đấy thì kể cả anh có tua đi chăng nữa thì khi mà anh cắm vào lịch sử chiếc hãng thì nó vẫn ra là lòi đuôi ngay. Đúng rồi, lòi đuôi ngay. Chính xác. Thế thì đối với mình sẽ phân hạng ra. Đối với những cái chiếc xe sang như Kiên vừa nói ấy, thì nếu như đối với người đi mua xe thì hãy check hãng. Đúng, cái đấy là một cái yêu cầu và cái đấy là rõ ràng là quyền lợi của người mua. Tại sao người mua lại bỏ qua cái khâu đấy? Nhưng mà nó xảy ra một cái tình huống như thế này. Tôi là người mua xe của hãng nhưng tôi lại sử dụng dịch vụ ở ngoài thì cắm máy hãng thì nó có ra được không? Có ra. Với những chiếc xe sang anh cắm máy vào nó sẽ ra. Đúng rồi. Thế là bài học đi mua xe lướt là cứ mua xe càng hiện đại và cứ check hãng. Đúng rồi, thì nó sẽ ra rất nhiều thứ. Ạ. Có một cái vậy thì đối với những cái dòng xe mà xe bình dân đấy, xe phổ thông ấy, mà mình hay nói vui nó xe cỏ ấy thì đơn giản là những cái xe mà phổ thông thì từ 4 đến 700 nghìn cho đến 1 triệu là chúng ta có thể anh thích con số nào cũng được. Cái đấy là cái gọi là quá đơn giản đối với những người làm nghề tour. Người ta sẽ
mang một con máy như thế. Sau đó sẽ can thiệp vào đồng hồ. Cái đấy là cái thủ thuật người ta. Mình cũng, bọn em khi mà sử dụng thì mình cũng không biết được người ta làm một cách nào. Đấy là nghề của người ta. À tức là việc ai người làm. Đúng tôi rồi. Review, tôi chém gió là việc của tôi. Ông bán xe là việc của ông. Đúng rồi. Còn ông mà làm tí cái kia thì là việc là của ông ấy. À, người ta rồi. Sẽ sử dụng phần mềm và người ta can thiệp vào cái số km để cho nó về cái số mà mong muốn của chủ showroom. Chủ showroom. À, đấy là một thực tế đấy thưa các bạn. Bản chất như thế nào thì có lẽ là phải tìm đến những cái người đấy. Nhưng mà rõ ràng cái thực tại là có. Để với mục tiêu là mong muốn là làm cho cái xe nó đẹp hơn, mọi cái chỉ số nó đẹp hơn đúng không? Đúng rồi. Gọi là để làm cho mọi cái nó hài hòa. Ví dụ như là một chiếc xe rất là đẹp nhưng mà số km nó đi sau một năm nó khoảng tầm 3-4 vạn. Thì thường là bản thân tâm lý của người đi mua, người ta rất care về cái việc là một năm sau nó chạy nhiều như thế. Mà người ta không quan tâm đến cái xe đấy là chạy nhiều nhưng người ta có bảo dưỡng full trong hãng hay không, người ta có làm đều đặn hay không, người ta có thay dầu định kỳ hay không, hay là người ta có giữ gìn cái xe đấy hay không. Cái đấy là quan trọng. Đúng rồi, cái đấy là cái số 1 khi mà mua xe. Chúng ta cần phải đánh giá tổng thể một chiếc xe cũ. Thay vì là chúng ta chỉ việc nhìn mỗi order, chúng cái ta order là đi mua phát xong rồi là đi về luôn là... Cái đấy tại sao nó tua công, bởi vì là chính vì người dùng mong muốn những cái chiếc xe đời cao mà lại đi ít thì ngon, bổ, về rẻ, thì, đẹp. Các showroom người ta hay can thiệp. Cái đấy là cái thực trạng. Bây giờ ví dụ một mình em đứng lên để cam kết là tôi không bán xe thì cũng không làm được. Bởi vì có những con xe em đi mua là nó cũng hai đời chủ. Có những con xe em mua phải mua lại của thợ. Thì rõ ràng nếu mà mình cam kết mà mình lại có những con xe mình bán ra nó lại bị tua thì rõ ràng là sai cam kết. Mà sai cam kết thì đó là... Cái việc đấy lại không phải việc của mình. Đúng không? Tức là đúng không rồi. Phải do cái hành động không, đấy không phải do không phải do mình. Thì nó lại có một cái gì đấy là bị gọi là vu oan hoặc là oan quá. Đấy, lại oan đấy. Thế thì cái cách nhận biết tua công thì như Kiên vừa chia sẻ rồi, đúng không? Còn vậy thì bây giờ ở cái góc độ làm nghề ấy, thì mình rất mong muốn là Kiên chia sẻ những cái bước thật rõ ràng nhất có thể thôi, chứ sẽ không mong muốn được 100%, rất là khó. Để làm nào để giúp cho tất cả những anh em, những người đang có nhu cầu sở hữu một mẫu xe đã qua sử dụng, dạ, mình nghĩ rằng sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng. Ở video clip trước em có chia sẻ, nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ sâu hơn để mọi người có thể chọn được những chiếc xe cũ ưng ý. Thứ nhất là khi đi mua một chiếc xe cũ thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là mua cái xe đấy phục vụ mình hay là phục vụ công việc hay là phục vụ gia đình hay là một mục đích gì đấy. Rồi. Thì chúng ta phải xác định rõ ràng, bởi vì khi mà anh đã mua xe sang tên đổi chủ xong thì cái việc mà anh bán lại hoặc là việc mà anh đổi thì nó sẽ mất rất là nhiều chi phí và nó gọi là bị lỗ. Lỗ, đúng rồi. Đấy, thì trước khi mua mình sẽ phải cân đối rất là kỹ cái việc đấy. Ví dụ anh mua một chiếc, anh thích Mazda 3 nhưng vợ anh lại thích Elantra, nhưng bố anh lại thích Sento. Thì đấy, cái việc đấy là cái việc mà đặt lên bàn cân rồi mình phải cân đối. Trong khi đấy, cái xe đấy là cái xe anh chạy nhiều nhất, thì anh cảm nhận nhiều nhất, thì anh nên mua theo cái cảm nhận của mình. Mà mình là người lái thì mình nên chọn theo cái sự lựa chọn của mình rồi. Và có sự tìm hiểu và tư vấn. Tìm hiểu kỹ. Đúng rồi, tránh trường hợp là mua xong rồi 1-2 tháng rồi mình lại chán, mình lại đổi, quay lại bán. Thì chắc chắn là nó sẽ lỗ. Và cái lỗ đấy nó cũng gọi là trải nghiệm hơi phí. Học phí đấy. Học phí. Thứ hai là khi chúng ta đã chọn được một mẫu xe mà chúng ta cân đối đưa vào tầm ngắm rồi. Thì cái việc pháp lý của cái xe đấy là số 1. Pháp lý là số 1. Đâm, ngập, thủy kích, anh có thể bán lỗ. Đúng rồi. Nhưng dính vào pháp lý thì cái xe đấy của anh sẽ mất trọng. Tức là đâm, ngập, thủy kích hoặc thủy là kích, bất kể một vân gì, cái xe đấy vẫn là tài sản của anh. Thì anh vẫn có thể thôi, bán lỗ, kể cả lỗ nửa cũng được, nó vẫn còn là tiền. Vẫn còn tiền. Nhưng mà nó liên quan đến pháp lý thì anh sẽ mất trắng cái xe đấy. Ví dụ là hiện tại bây giờ là có rất nhiều những cái đối tượng gọi là lợi dụng không đàng hoàng cho vay và gọi là đơn giản rồi. Thì sẽ xe đi cắm rồi đấy, đúng rồi. Thì sẽ cầm cố một vài chỗ, xong rồi làm giấy tờ giả, bán tiếp những cái con xe đấy để trục lợi. Thì những cái xe đấy là về pháp lý thì nó sẽ là của ngân hàng hoặc là của một bên nào đó, thì người ta khi mà người ta đâm đơn kiện thì công an hoàn toàn có thể vào cuộc và thu hồi cái xe đấy, và đứng trên mặt pháp luật thì anh sẽ là người mất trắng cái xe đấy, đúng không? Bởi vì là rõ ràng tất cả việc vậy thì đấy mới chính là gọi từ chính xác là lừa đảo.
Đấy, đấy là lừa đảo. Đấy là lừa đảo. Lừa trắng trợn luôn. Trắng trợn. Đấy, đó. Cái đấy là cái số 1 mọi người khi đi mua xe cũ cần phải quan tâm. Ừ. Cái tiếp theo đi mua xe cũ nữa là chúng ta phải quan tâm đến cái chất lượng xe. Chất lượng xe. Cái quan trọng số 2 là phải quan tâm đến chất lượng xe. Khi mà mọi người mua một chiếc xe cũ ấy, thì cái như em có chia sẻ là cái order nó là một trong bốn cái thì anh có thể là quan tâm. Thứ nhất là cái xe đấy nó có bị đâm hay không. Thì cái việc này nhiều khi là đối với người mua xe cũ nó hơi mông lung. Đúng thế rồi. Nào là một chiếc xe đâm, đúng thế rồi. Nào là một chiếc xe keo chỉ nguyên, thế nào là một chiếc xe khung sắt xi sườn nó còn nguyên. Thì cái đấy nếu mà khi mọi người đã không biết thì một là chúng ta sử dụng một bên thứ ba để check cái đâm đụng ngập nước đấy. À, bên thứ ba tin tưởng của chính cái người đó. Đấy, ông hôm trước đăng rồi, video lên lại rồi. Bảo lại có ông lại bảo lại sử dụng cả dịch vụ nữa, lại đến là mấy anh lại gật gật với nhau xong lại ra đường sau ấy, nó không vui vẻ chút nào đúng không? Đúng rồi, để mình bởi vì là khi mà chọn lựa chọn cái bên check ấy thì là khách quan của mình. Bạn phải cái chọn bên của mình thôi. Chọn hãng. Mọi người có thể nhờ một người làm ở gara hoặc là những người thân, có kinh nghiệm, người quen xem xe cũ, người ta check cho cái vấn đề đấy. Hoặc là phương án cuối cùng là chọn những gara uy tín và có cam kết về cái việc đâm đụng đưa vào hợp đồng. Đúng rồi, đưa vào hợp đồng. Thì rõ ràng nếu mà bất kể cái thời điểm nào đấy tôi sử dụng mà tôi phát hiện ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm, một là bách lại xe nhận lại tiền, hai là sẽ em nghĩ bách lại xe và nhận lại tiền là phương án của nhất. À, nói đến cái việc bách lại xe rồi cam kết trong hợp đồng là mình chưa thấy mình hoặc là do mình chưa được va chạm nhiều hoặc là như thế nào đó mình chưa thấy cái hợp đồng nào cam kết ô đô. Đúng rồi, cái ô đô là một cái gì đấy nó rất là mông lung, nó rất là kể cả bản thân ví dụ là hãng là nơi bán xe có thể check được đồng hồ, nhưng bản thân hãng cũng sẽ không thể cam kết 100% xe mình bán ra là order chuẩn, bởi vì như em vừa chia sẻ có những chiếc xe hai đời chủ, người ta không bảo dưỡng hãng thì hãng khi mà nhập lại thì nó cũng cũng chỉ là một con số mà tóm lại nếu mà bạn nào mà còn lăn tăn về order thì bắt buộc chả có cách nào khác yêu cầu đưa vào hợp đồng thỏa thuận hai bên. Đúng rồi, cái đấy thì là thuận mua vừa bán tùy giữa hai bên chứ không được gọi là nó gọi là lừa đảo thì hơi quá. Đúng, nó hơi quá rồi. Cái okay. Tiếp theo là sau khi kiểm tra đâm đụng thì mọi người quan tâm nữa đó chính là vấn đề thủy kích. Thủy kích một cái xe thì cái máy là cái như là bộ não với lại cái trái tim của mình ấy. Nhưng mà khi mà nó đã lỗi, đã mổ đã mổ xẻ rồi, đã bị bệnh rồi thì khi mà hoạt động thì nó sẽ có vấn đề. Đúng rồi, thì mình kiểm tra cái đấy cũng bằng cách là sử dụng bên thứ ba. Cái vấn đề mà thủy kích thì có lẽ là em nghĩ là sẽ xem nó dễ hơn là vấn đề đâm đụng. Đâm đụng khi mà đâm đụng mà làm khéo hoặc là làm cẩn thận thì có khi kể cả tạo non sẽ không phát hiện ra, nhưng thủy kích thì thường là sẽ nhìn dễ hơn bởi vì mỗi một con xe nó sẽ có những đặc điểm nhận dạng khác nhau. Ví dụ như là anh nhìn sơn dấu của nhà sản xuất này, anh nhìn những cái con ốc mặt máy này, con ốc thân dàn cò này, rồi những cái kẹp chì những cái kẹp sắt ở đầu điều hòa rồi thứ là chúng ta có thể phát hiện được. Thì cũng sử dụng một bên thứ ba hoặc người thân người quen của mình làm gara là những người có kinh nghiệm để chúng ta kiểm tra về vấn đề thủy kích. Cái nữa mà mọi người cần quan tâm đó chính là sau khi xét cái tiêu chí đâm đụng ngập nước đã ok rồi thì chúng ta sẽ đánh giá tổng thể cái xe đấy. Cái này cũng là quan trọng nhá. Đúng ví dụ như em vừa chia sẻ với anh là một cái xe nó chạy 3 vạn thế nhưng mà cứ đều đặn 5.000 nó lại bảo dưỡng hãng. Tức là con xe đấy chăm rất tốt, chủ lái rất kỹ. Thì ví dụ người ta có tua về 1.5 vạn hoặc 2 vạn thì về bản chất cái xe đấy vẫn tốt. Nếu mà chúng ta phát hiện ra mà chúng ta chấp nhận việc đấy thì cứ coi như là cái xe đấy nó đi 3 vạn đi thì các lần bảo dưỡng định kỳ lúc sau mình thì mình cứ theo cái mức 3 vạn nó thì vẫn tốt hơn cái xe mà chạy liền 2 vạn không bảo dưỡng gì. Chính xác. Và hoặc là cái xe đấy đời cao đi nhưng là lái mới. Tức là người ta làm bảo hiểm rất là nhiều, người ta sơn xi lại rất là nhiều. Rồi. Thì những cái xe đấy có khi đi 5.000 km hoặc 1 vạn nó còn xấu hơn là những chiếc xe đi 2 vạn. Thế nên là tại sao những cái người mà người ta mua lần đầu ấy thì người ta rất hay quan tâm đến order. Bởi vì là người ta muốn một cái xe nó phải hoàn hảo, phải hoàn chỉnh, nhưng mà người ta lại không quan tâm đến cái việc mà cái xe đấy nó chạy được chủ trước chạy rất là kỹ và bảo hành bảo dưỡng rất là ok. Thì khi mà người ta đặt kỳ vọng quá cao vào cái order, khi mà lúc người ta phát hiện ra thì nó lại làm cái gì đấy là coi như là lừa đảo đấy, thì nó rất khó để giải quyết hai bên. Thì lúc đấy tùy vào mỗi salon sẽ có cách xử lý khác nhau. Ví dụ như là có thể là bớt giá cho khách. Còn phương án thứ hai là nhập lại xe và trừ một số tiền
nhất định cũng không phải không quá nhiều đâu, không quá nhiều đâu. Mình biết khi mà mình bán ra mình cũng chia sẻ với khách, nếu mà khách không thoải mái thì mình sẽ back lại, nhận lại xe. Đúng vì nếu mà mình bán xe cái xe đấy không lỗi thì mình không bán khách này thì mình bán khách khác được. Ngày xưa mình đi mua xe cũ cho bạn mình, hồi đấy là mua ở Lê Văn Lương của một anh, mình cũng không tiện nêu tên ở đây, nhưng mà anh cũng làm đàng hoàng lắm, trong vòng 6 tháng phát hiện ra điều gì bách lại xe, nhập lại xe. Đúng rồi, xe cũ nó không như cái đồ điện tử, tức là nó rất là bền bỉ. Nếu mà anh chạy cứ đúng định kỳ với những cái xe phổ thông nhá, nó không quá là nhiều thiết bị điện tử hoặc nó không phải là nằm trong diện những cái xe hay lỗi, thì anh cứ chạy 5.000 anh bảo dưỡng một lần, 5.000 bảo dưỡng một lần, gặp bất kể vấn đề gì anh cứ cho vào gara hoặc anh kiểm tra thì cái chiếc xe nó rất là bền. Những chiếc xe chạy 20 vạn nó vẫn ok. Mà vui lắm nha, mình kể chuyện hôm trước qua chỗ anh Dũng Béo 31 Lê Văn Lương ấy, hôm làm vui vui cầm 700 triệu đi mua xe ấy. GLK một hôm sau lên đường. Hôm sau lên đường chủ hôm sau lại thích lại X6, lại mang GLK đổi lại lấy X6 thì người ta sẽ chấp nhận mất một cái khoản lỗi. Thì bởi vì các ông chủ như Kiên, như bất kỳ ai kinh doanh thì họ phải có mặt bằng, họ phải có nhân viên, họ phải nuôi vợ nuôi con, họ phải vân vân nữa, làm kinh tế nữa. Thì họ thuận mua vừa bán. Đúng rồi, ví dụ như là những cái chiếc xe từ những đết khoảng 5 năm trở lại đi, thì đặc biệt là những cái xe Toyota là hay bị tua lại nhá. Thế rồi anh đi bảo anh đi mua một con Fortuner, Innova, Vios, mà anh bảo mua được số km chuẩn, nó hiếm lắm, không gần như là đếm trên đầu ngón tay thôi. Mò kim đấy bể. Gặp được cái xe chính chủ, một chủ từ đầu đã khó rồi. Khó rồi. Chứ đừng nói đến cái việc mua một cái xe Toyota, bởi vì Toyota thì nó can thiệp vào order nó khá là dễ. Mọi người hay tua, bởi vì là lành đấy, gọi là xe lành đấy, lành. Một chiếc Innova nếu một chiếc mà chạy chuẩn, một chủ từ đầu mua từ mới, anh chạy 8 vạn đến 9 vạn cây mà anh chạy chuẩn bảo dưỡng, khi anh tua về 4 vạn gần như không phát. Mình đã biết luôn. Rất đẹp luôn đấy. Rất đẹp luôn. Innova mình ngày xưa thuê một chiếc chạy ở trong Nha Trang, 15 vạn rồi mình ngồi lên, anh ơi xe mới à? Đúng rồi, nó anh chủ chạy gọi là siêu siêu dữ luôn, từng tí từng tí, mình bảo anh ơi xe mới à? Đúng rồi. Giật mình luôn. Đấy, có những người đến là bản thân bọn em cũng vậy, khi mà xây dựng thương hiệu hoặc là khi mà làm ăn nó lớn lên một chút thì cái việc order là cái việc gần như sẽ hạn chế. Tức là những cái xe nào bọn em mua chính chủ em đi mua hoặc là nhân viên của em đi mua thì order như thế nào thì mình sẽ gần như là để nguyên như thế, hoặc là nó có lịch sử hãng, nó cũng còn bảo hành thì mình sẽ để nguyên. Còn khi những cái chiếc xe mà mình mua của anh em họ lại mua lại của lại rồi rồi thì mình sẽ không dám cam kết. Nhưng có những chiếc xe mình sẽ chia sẻ với khách là em mua một chủ từ đầu, mua từ mới, những cái chiếc này thì hoàn toàn là anh chị có thể yên tâm về cái việc chất lượng cũng như order. Nếu quan tâm lăn tăn nữa thì anh chị có thể kiểm tra hãng rồi trước khi rút tiền. Tóm lại là hãy kiểm tra thật kỹ, đúng không? Cái thứ tư là cái cuối cùng, đó chính là mua xe cũ mọi người không nên vội. Không vội. Đừng nên vội. Không nên vội, vì đúng không? Là bất kể vấn đề gì cũng thế, dục tốc thì bất đạt. Anh chị mua xe cũ thì thứ nhất là mình sẽ phải ngắm nghía cái chiếc xe đấy, kiểm tra, chạy thử, rồi thì mình đại khái là mình sẽ phải ngắm nghía một vài con, xong rồi mình sẽ cân lên đặt xuống. Ví dụ như là chiếc xe này nó bị tua rồi, nhưng mà giá của nó rẻ hơn được 10 triệu, chiếc xe kia chạy hơi nhiều nhưng nó chưa tua thì nó lại đắt hơn mất 10 hay 15 triệu, ví dụ thế, em lấy ví dụ thôi. Thì đấy, cái việc là mua xe cũ mình cũng không nên quá là vội vàng, mình cứ cân nhắc, cân lên đong đếm rồi cứ suy nghĩ kỹ đi trước khi xuống tiền. Bởi vì sao, khi mà đôi khi anh mua xe cũ anh chuyển cọc cho gara thì mặc định cái xe đấy là gara sẽ không được bán, khi bán là sẽ vỡ hợp đồng, phải đặt cọc, phá cọc. Ngược lại khách mà không lấy nữa thì lại thường quay lại muốn nhận xin lại phần cọc hoặc là xin lại, thì nó lại là rất khó. Không, cho bây giờ cho thì mình nghĩ là không làm ăn kiểu đấy được nữa rồi. Đấy, tức là nó sẽ rất khó. Đúng rồi, rất khó. Nhưng bình thường em thấy em là người gặp phải cái tình huống đấy rất là nhiều. Khách mua ví dụ một lý do nào đấy, họ về họ suy nghĩ, họ lại cân đối lại, họ lại không mua nữa, xong rồi quay sang bảo là cho anh xin lại cọc hoặc một phần cọc. Thì lúc đấy rất khó cho bọn em, bởi vì cái con xe ấy nó tính bằng thời gian quay vòng vốn, tính bằng chi phí mặt bằng, tính bằng rất là nhiều thứ, mà khi mà mình bán lại thực sự là nó sợ nhất là phải vía. Không, cái vấn đề đấy nó khó lắm. Ví dụ như thông thường mình nha, ví dụ chốt con xe nào chẳng hạn, đã chốt rồi để không phá được thì cứ cọc cao vào thôi. Đúng rồi, cái đấy thì nó đi như đi mua nhà mà, nhà nó chênh còn nhiều hơn nữa. Đấy. Nhà từ sáng đến chiều nó chênh 300-400 là bình thường. Xe cũ cũng thế, nếu mà anh đi mua ví dụ có khách khác vào trả cao hơn không dám bán. Còn ông lăn cọc của khách còn ông lăn tăn ấy. Còn ông lăn tăn ấy thì ông đặt ít thôi, ví dụ 50 triệu thì mất coi như bỏ thì nó dễ hơn. Và đấy là bốn cái mà mình không thích lằng nhằng kiểu đấy. Đi mua xe cũ thì mọi người cũng
cân đối để cho làm sao nó hài hòa và nó có một sự lựa chọn tốt nhất. Đấy, thưa các bạn, đấy là bốn cái lưu ý mà anh Kiên, người bạn của tôi, về cái vấn đề về xe đã qua sử dụng đã chia sẻ rất nhiều rồi, từ video trước đến video này. Các cái điểm lưu ý thì rất mong các bạn hãy lưu ý tất cả những cái vấn đề như anh Kiên mà chúng tôi vừa trao đổi vừa rồi, để có thêm những cái kinh nghiệm mua được những chiếc xe đã qua sử dụng với một cái mức giá hợp lý và chất lượng tốt. Đúng rồi, nó tương xứng với cái số tiền bỏ ra. Chính xác là nó tương xứng với số tiền bỏ ra. Và mình khi mà đi mua xe cũ là anh đã cân đo và đang đếm làm sao để mình sử dụng cái xe đấy nó thoải mái. Ví dụ mình đi mua xong về vợ lên bước lên xe và ui dồi xe này sao nó say đấy, rồi sao nó chán thế, rồi thứ thì bản thân mình lái mình cũng không thích. Cái đấy thì đó, đã từng xảy ra. Đúng và rồi. Đó là tất cả những cái điều mà chúng tôi nhân cái dịp năm mới muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ thì anh Kiên, chúng ta cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình tiếp theo. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.